Thời gian gần đây Phương nhận được rất nhiều những câu hỏi rằng là để làm thế nào để mình trở thành một quý cô sang trọng thì trang phục cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định điều đó. Và đây là một mẫu váy mà Phương nghĩ rằng rất phù hợp với chủ đề của Phương nói đến ngày hôm nay. Thiết kế bởi một cái chất liệu vải, đó là chất liệu satin nhập khẩu từ nước ngoài, nên nó tạo cảm giác nhìn cực kỳ quyến rũ và sang trọng khi mặc mẫu váy này. Những công nương nước Anh ở những năm 90 thì đa phần là mọi người sẽ khoác những cái áo choàng và có phần xẻ tay như thế này. Khi mà kết hợp những cái chi tiết như thế này lại thì sẽ tạo nên một cái bộ váy khiến cho chúng ta cảm giác là nhìn vừa uyển chuyển này, quyến rũ mà vẫn không kém phần sang trọng. Ngoài ra thì mẫu này còn có một cái phần cổ chữ V, phối lưới. Thật ra thì khi mà cổ chữ V vốn dĩ làm phụ nữ của chúng ta nhìn quyến rũ hơn, khoe được xương quai xanh này, nhìn cổ chúng ta cao hơn rồi. Nhưng mà khi mà phối một chút lưới thì nó lại có một cái gì đấy nhìn quyến rũ và sexy một chút. Cái phần thắt belt này thì cũng giúp cho chúng ta nhìn eo của chúng ta thon hơn bình thường nữa. Mẫu váy này thì Phương nghĩ là rất là phù hợp với những quý cô tiệc tùng, những ai mà dịp cuối năm muốn chọn một mẫu váy với sắc màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ đô. Thì đây là một mẫu váy mà chúng ta không nên bỏ qua tại Melia cả nhà nhé. Nếu mà muốn mua mẫu váy này thì mọi người hoàn toàn có thể đặt hàng online, sẽ được ship free về tận nhà này. Ngoài ra thì còn được kiểm tra hàng trước khi mà chúng ta nhận hàng nữa. Còn nếu mà mọi người muốn đến tận cửa hàng để thử thì chúng ta có 3 thành phố để chúng ta lựa chọn Melia nhé. Có thành phố Hồ Chí Minh này, có Hà Nội này và có Hải Phòng. Mong rằng là mọi người sẽ nhanh tay tậu được cái mẫu váy này vào tủ quần áo của mình.